Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho tất cả anh em nhận 50 tóc cần có ký hiệu là CBW từ dự án Crypto nha các bạn. Để tham gia giải hôm nay các bạn click link mô tả mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản nhé. Rồi các bạn bấm click vào thì các bạn nhấp vào Redmi Redmi các bạn, hình đầu người dấu cộng á. Thì con này nó cũng như là con ORR dự án năm ngoái các bạn. Rồi các bạn đăng ký một cái tài khoản nha các bạn. Thì con này nó ăn xào ngày 14 nha bạn. Các bạn nên tranh thủ, các bạn nhấp vào này nè. Các bạn nên tranh thủ đăng ký liền nha bạn. Các bạn chọn cho mình quốc gia Việt Nam nha các bạn. Việt Nam nên lúc nào cũng mết. Rồi đầu tiên thì feed name thì các bạn tự đặt nha bạn. Ơi, feed name, last name, Quỳnh Văn Ảnh thì các bạn ghi Quỳnh Văn Ảnh đi. Rồi các bạn điền địa chỉ email của mình nha các bạn. Enter email, rồi các bạn xác nhận lại email nha các bạn. Password thì các bạn tự đặt nha các bạn. Sau khi tất cả các bạn nhập mật khẩu xong, các bạn nhấp tôi không phải là người máy nha các bạn. Thì sau này mình sẽ cập nhật con này nha các bạn. Rồi các bạn chờ nó lót đến người máy nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào correct nha bạn. Thính view luôn. Rồi các bạn, nó kêu các bạn vào hộp thư spam mà chết mail nha bạn. Rồi nó gửi về cái hộp thư chính luôn bạn. Nếu mà không có thì các bạn vào hộp thư spam. À, biết. Rồi các bạn mở mail lên nha bạn, các bạn vào mail config. Rồi các bạn bấm vào một màu xanh nè bạn. AT nè các bạn. Rồi sau khi các bạn nhấp vào thì nó hiện ra dạng gì, bạn nhấp vào ba dấu gạch thì các bạn sẽ nhận thấy được 50 tóc cần có cái hiệu là WCB nha các bạn. Các bạn bấm vào hình dấu gọc, hình ba, hình dấu gạch cùng nữa các bạn. Rồi nhận chút các bạn, máy mình lốc quá chậm. Để chờ mình giờ muốn. Phải các bạn. Đây thì các bạn nhấp vào hình đầu người của mình các bạn. Là mình lấy cái link ghép mình nha các bạn. À, bộ lô file nè các bạn. Rồi mình đã nhận 50 tốc cần có hiệu WCB nè các bạn. Đây là cái link ghép của mình nè các bạn. Các bạn như việc lấy một cái link ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân, mỗi một lượt ghép các bạn sẽ nhận được 100 tốc cần WCB nha các bạn. Dự án này nó cũng như tương tự như dự án ONR năm ngoái. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Sau này có thông tin gì mình sẽ cập nhật con này sau cho các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nha.